thì nó sẽ trả lại cái màu tem zin cho chúng ta ha. Nó rất là mới, rất là đẹp luôn, và lớp keo bóng ở trong đây nó như mới, nó không có bị xuống màu chút xíu nào. Ví dụ như không thích dán tem đề can thì có thể mua thêm cái kính gương 7 màu để giúp cho bạn đi ban ngày dịu mắt hơn. Thêm 20 nghìn thì nó đâu đó chỉ bằng một ổ bánh mì bây giờ thôi các bạn. Chào mọi người trở lại với Heavy Channel. Thì nói về Yohi 978 Plus, mọi người đã rất là quen thuộc rồi, bởi vì đây là phiên bản nâng cấp của dòng Yohi 978 với thêm cái đuôi gió phía sau do chính hãng sản xuất luôn ha. Thì trong tháng 11 này, Heavy có ưu đãi cực kỳ tốt cho dòng mũ này, là các bạn mua một nón Yohi 978 Plus kính theo nón mặc định màu trong suốt thì các bạn sẽ được ưu đãi mua thêm một cái kính gương 7 màu giá 250.000 giảm còn 20.000, hoặc là bạn mua một bộ tem đề can giá 200.000 giảm còn 20.000. Thì cái này nó rất là phù hợp cho những bạn nào thích sự thay đổi, ví dụ như đó là bạn thích màu sơn zin nhưng mà hiện tại là bạn thấy Heavy có nhiều bộ tem đẹp khác, ví dụ như tem BMW màu đỏ nè, hoặc là tem Repton màu cam, hoặc là tem màu xanh ngọc như thế này, thì bạn có thể là mua cái nón Yohi 978 Plus bất kỳ màu nào cũng được. Bạn chọn dán những bộ tem này nè thì nó che hết khoảng 90%, sàn thời gian khoảng 5-7 tháng các bạn lột ra cái bản chất của màu tem bên trong, được cái bộ tem đề can bên ngoài bảo vệ nó sẽ như màu sơn mới. Các bạn có thể tưởng tượng là chiếc xe của các bạn hay dán keo trong á, một thời gian keo nó bị mờ, nó đục màu á, bạn lột ra thì cái màu sơn trông như mới. Thì cái tác dụng của bộ tem này ngoài trang trí ra, nó cũng bảo vệ màu tem bên trong. Các bạn có thể thấy đây là cái màu Yohi 978 Plus màu đen đỏ của Spider dán tem đề can lên, chứ nó không phải là màu đen bóng nha. Các bạn có thể chọn màu tem zin có sẵn hoặc là màu đen bóng đều được. Mình sẽ lột thực tế cái màu tem này ra cho bạn coi luôn ha. Ví dụ như tem đề can nè, đây nè, mình sẽ lột ra. Đó, cái này mình dán demo mấy bữa nay rồi. Bây giờ mình sẽ lột ra cho bạn coi một mảng một bên để cho các bạn thấy được ha. Thì lột tem này ra nó rất là dễ ha. Chỉ cần là gọi là hơ nhẹ một cái, hoặc là bạn nào kỹ á, thì đem ra phơi ngoài nắng khoảng 15 phút á, lột ra như thế này thôi, thì nó sẽ trả lại cái màu tem zin cho chúng ta ha. Nó rất là mới, rất là đẹp luôn, và lớp keo bóng ở trong đây nó như mới, nó không có bị xuống màu chút xíu nào. Ví dụ như không thích dán tem đề can thì có thể mua thêm cái kính gương 7 màu để giúp cho bạn đi ban ngày dịu mắt hơn. Thêm 20 nghìn thì nó đâu đó chỉ bằng một ổ bánh mì bây giờ thôi các bạn. Cho nên á, cái mức ưu đãi này mình nghĩ nó cũng rất là tốt rồi ha. Từ đây áp dụng cho tới hết ngày 30 tháng 11 cho các bạn. Một nón Yohi 978 Plus bạn sẽ được mua thêm một món phụ kiện giá giảm 200.000 còn 20.000 như bộ tem đề can, hoặc là cái gương 7 màu của Rock này 250 giảm còn 20.000. Bạn chọn một trong hai thôi ha. Còn nón thì vẫn được bảo hành là 3 năm, nứt vỡ vỏ nhựa hoặc là nứt vỡ kính trong 1 năm thì sẽ được đổi cái mới. Thì nón thì vẫn được bảo hành và đổi trả 7 ngày nếu chưa sử dụng nha. Lưu ý, chưa sử dụng thì mình sẽ đổi trả và hoàn tiền 100% luôn. Ngay cả bạn mua nón, bạn dán tem là 1.420.000 đi thì mình sẽ hoàn lại đủ tiền. Ship tận nhà thì sẽ thêm 37.000 nha các bạn. Và shop tặng thêm một cái khăn chùm ninja, một cái bộ sticker nhỏ nhỏ trang trí mấy cái viền kính nữa. Thì hiện tại cái màu sơn zin này nó có khoảng mười mấy màu á, các bạn có thể lựa chọn một màu sơn zin nào đó bạn thích, chọn mua thêm kính hoặc là một cái bộ tem đề can nào bạn thích thì shop sẽ tư vấn và dán lên cho các bạn luôn. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.